Chào em, cho anh hỏi á, cái cửa bự nhất bên em có kích thước là bao nhiêu? Dạ, không biết là anh muốn tìm cửa kích thước như thế nào ha. Bởi vì á, là thông thường nếu mà khách bên em qua mua á, thì bên em sẽ điều chỉnh và đo lường cho khách á, để cho phù hợp với nhà của khách á. Vậy thì quá tốt rồi, bây giờ anh sẽ đọc số liệu cho em. Em làm cho anh một cái đi. Ok anh, anh đọc cho em số liệu nha. Em làm cho anh cái nào mà cao 5m, rộng 10m, hoa văn họa tiết, quanh tá tràng vô. Ủa mà anh là cho công trình nào mà hoành tráng gì vậy? Không giống em, trời ơi, làm cho nhà anh chứ đâu. Anh mới xây nè, ở cuối đường luôn. Phải làm cho cái nhà của anh hoành tráng, nó xịn sò, nó phải rực rỡ lên, mới đáng mặt của anh được chứ. Cái nhà là nhà cuối đường có dài tới 1m luôn á nè. Em gửi cho anh cái báo giá sơ bộ, anh xem qua giúp em nha. Ok. Ừ, tôi có gì anh về anh đo lại kích thước rồi đến ngày báo em nha. Dạ không sao anh. Sao vậy, tao xin tạm biệt ạ. Còn không tiếc mà bị đào chiếc trội.